Rồi, ok, hello anh em nha. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Rock2P. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một video review cao nha các bạn. Thì cái bạn này bạn rất là đặc biệt luôn, đó là bạn ấy đang còn nguyên cái đầu Mina. Điều này thì chứng tỏ là bạn ấy chưa có nạp một đồng nào vào game anh em nhé. Tất cả những sự kiện nạp là còn nguyên. Cái gói quỹ tăng trưởng, gói mà mình vẫn nói là ngon nhất luôn á, thì bạn ấy cũng chưa nạp luôn nha các bạn. Đó, nhưng mà nick này thì lại ăn được thiên đỉnh sức mạnh nha anh em. Chúng ta sẽ cùng đi vào xem quả nick F2P khá là thú vị này. Đầu tiên là về số ngày đăng nhập thì nick này hiện tại mới đăng nhập được là 410 ngày nha. Và đã có cho mình là cấp VIP 15. F2P không nạp tiền các bạn. Wow, VIP lên rất là nhanh. Và quả nick được lên TV ngày hôm nay thì có tên là Kha'Zix nha anh em. Hiện tại bạn đang có sức mạnh là 49 triệu 4 với điểm tiêu diệt là 520 triệu. Ở một người chơi không nạp tiền nhưng mà POW, Q-Point cũng như là điểm VIP mình thấy khá là ok. ID của bạn thì cũng tương đối mới, 1289, thì đấy là một cái ID khá là sát với số ngày tuổi rồi anh em. Phần thông tin thêm, sức mạnh tối đa bạn từng đạt được là 50 triệu, chết 5 triệu tư, thu thập tài nguyên 2 tỷ tư, hỗ trợ tài nguyên 1 tỷ tư nha mọi người. Ok, bạn này bạn đào tài nguyên khá là ít, có thể sẽ phải là một game thủ đích thực, bởi vì mình thấy là điểm VIP của bạn ấy cũng rất là cao. Ở cái mùa KVK trước thì nick này đã tiêu diệt được là 22 triệu 9 lính nha các bạn. Và chữa lành là 7 triệu 6. Như vậy thì bạn này trao đổi rất là lời, hoặc cũng có thể là búp kill. Nhưng mà nếu mà búp kill thì người ta thường người ta búp lên tận 30 triệu đúng không? Chứ để 22 triệu này thì mình thấy là chưa đủ cái mục thành tựu rồi. Tiếp đó là chiếc rương của thần Osiris thì nick này cũng đã win 12 trên 19 trận. Và Olympia rank cao nhất ở rank kim cương vĩnh hằng. Nền văn minh hiện tại bạn đang sử dụng đó là nền văn minh Đức nha. Thì vừa rồi chắc là mới đua thiên đỉnh đổi qua Đức để luyện lính cho nó tiết kiệm tăng tốc các bạn. Nó mặc dù là ăn được cái nhà thiên đỉnh kỵ binh nhưng mà mình thấy là bạn này đang sử dụng ở ngoài là nhà bánh gừng nha anh em. Mình sẽ xem ở phía bên trong thành phố. Hiện tại nick của bạn đang luyện là 4 đường T4 này. Mình sẽ kiểm tra xem là bạn có bao nhiêu lính trước đi. Đây, 1 triệu lính nha anh em. Wow, đã có T5 rồi nha. 421.000 bộ T5. Thêm chỗ này là 369.000 bộ T4 nữa. Kỵ T4 là 113.000 và cung T4 là 64.000 nha các bạn. Như vậy là bạn này có lẽ là đã mở khóa T5 để đua thiên đỉnh. Thành phố thì mình thấy là bạn ấy trang trí cũng khá là gọn gàng. Tòa thị chính thì hiện tại bạn đã có cho mình là 15 trên 91 cái skin nhà nha. Và chúng ta có ở đây một cái nhà mình là điểm nhấn lớn nhất của cái nick này, đó là nhà chiến ý hoa sen. Nhưng mà rõ ràng mình vừa ấn vào các bạn cũng đã thấy luôn đó là nick này thì rất là nhiều lính bộ. Nhưng mà lại lấy một cái skin nhà cộng máu kỵ các bạn. 15% sức mạnh kỵ binh thì chưa chắc đã phát huy tối đa sức mạnh trên quả nick này. Bởi vì bạn cũng đâu có đủ kỵ để mang ra đồng đánh đâu. Ok, nó cho một cái nhà rất là ngon. Mình sẽ xem luôn về mục chỉ huy để xem là liệu với 400 ngày không nạp tiền thì bạn có gì. Ở đây mình sẽ chỉ chọn tướng huyền thoại thôi. Như vậy là không nạp tiền 400 ngày nhưng bạn vẫn có được Alex Max cũng như là SC Max nha các bạn. Và Alex thậm chí mình thấy là bạn đang còn mặc 5 trên 8 món đồ là trang bị cam nha các bạn. Nổ được cái tay, cái quần và cái giày là có talent rồi. Vũ khí và phụ kiện thì có 2 món talent tím. Đó, Alex đồ rất là chất lượng nha. Về vũ trang của Alex thì bạn cũng đang trang bị đó là đội hình tam giác giúp tăng cái sát thương kỹ năng thêm 5%. Ba chỉ số bộ binh ở đây mình thấy cộng nhanh qua thì nó rơi vào tầm 21% chỉ số bộ binh. Với một minh văn là ăn miếng trả miếng, các bạn sẽ có xác suất 10% gây hệ số sát thương trực tiếp cho kẻ thù là 50 trong 2 giây. Wow, một cái chiêu phản sát thương khi bị tấn công. Cứng cựa tăng máu 3.5. Vũ trang và đồ đạc của Alex mình nghĩ là rất là tốt các bạn. Nó chỉ có trang là con tướng này nó hơi cũ thôi. Bạn có cho mình thêm đó là SCPOP, nó đã max skill rồi nha. AE tướng miễn phí max là bình thường này. CM của bạn cũng 5 năm 1 năm. Wow. Rồi một đây là 154 tượng chọc vàng cho CM các bạn. Recharge của bạn 5211 này. Constantine 5511. Recharge mình sẽ kiểm tra là bạn có kéo man không. Bạn này bán kéo chỉ có 500 triệu điểm man rợ từ recharge thôi các bạn. Sơn Đê Ốc mình thấy là bạn cũng đã max skill này. Di Song Di bạn cũng đã max luôn nha. Và cũng là 500 triệu điểm tiêu diệt người dã man. Tào Tháo 5421. Tomirit 5332. Wow. Tomirit skill rất cao các bạn. 235 tượng Tomirit này. Như vậy bạn này cũng phải ăn được MGE nha. Tại nick này bạn không có nạp tiền mà nên là không thể có tượng từ gói ngày được. Mehmet hiện tại là 531 này. Ok, mình thấy là tượng bạn này kiếm được khá là nhiều. SCPO bạn cũng dồn vào là 686 tượng này. Alex bạn dồn vào đây là 664 tượng. Wow, rất nhiều tượng các bạn. Di Song Di bạn dồn ở đây thêm 600 tượng nữa. Như vậy chỉ riêng ba con tướng này thôi mình thấy số lượng tượng bạn dồn vào tầm 1800 tượng rồi nhá. Constantine nick này ăn được là 190 tượng này. Wow.
Tính ra đích này F2P nhưng mà ăn được khá là nhiều MGE anh em ạ. Ghê nha. Ok, mình sẽ kiểm tra thử về cái mục hòm đồ trước đi. Túi tài nguyên mình thấy ở ngoài là bạn còn không nhiều. Về mục đạo cụ, bạn này bạn vẫn có 13 cái 5.000 điểm VIP. Cái này là do bạn tiêu game bạn mua anh em ạ. Có lẽ là vẫn mua full điểm VIP, muốn lên VIP 16. Túi tài nguyên trong người thì không nhiều nha anh em. Túi tài nguyên trong người thì không có nhiều lắm. Tài game cũng không nhiều, tài game cũng ít. Đây là mục tăng tốc, tăng tốc chữa thương khá nhiều. Tăng tốc chung thì còn đúng cái nịt anh em. Cái này bạn đua thiên đỉnh mà các bạn, nên là tăng tốc mình thấy là bạn còn rất là ít nha. Tăng tốc nghiên cứu xây dựng, tăng tốc chung đều rất là ít. Mục tăng mạnh vẫn có tới 20 cái mở rộng đội quân 50%. Wow, F2P rất đầu tư để đánh nhau nha. Kho dự trữ của bạn cũng không còn nhiều này. Kho dự trữ còn có 8 cái cấp 5, 2 cái cấp 6. Mục thiết bị, ok, thiết bị cũng khá là nhiều vật liệu, có 7 cái vật liệu cam. Đồ cam thì bạn này bạn đúc được 5 món mà nổ ta lần tới 3 món. Mình chỉ đang không biết là bạn ấy nổ hay là bạn tinh luyện thôi, chứ nếu mà nổ 3 trên 5 thì quá hên. Nổ 3 trên 5 thì chắc anh em kênh chat gato chết. Vật liệu của bạn ở dưới này cũng không còn nhiều. Nhưng mà nick này mới 400 ngày nha các bạn, rất là trẻ luôn đấy. Đây có rương vũ trang này, nhưng mà mình sẽ không mở đâu, tại vì ai biết được bạn thích đội hình gì đúng không. Chỗ này chúng ta có rương phép thuật, có cả cúp của vương quốc luôn. 168 rương AE. Mình nghĩ là mình sẽ để cho bạn này mở đi, tại vì mình cảm giác bạn này kiểu F2P ấy, mà mấy ông F2P thì rất là thích kiểu chỉ thủ các bạn. Bình AP của bạn cũng đang còn khá nhiều, 68 bình 1000, 58 bình 500. Tele hết nha, tele chỉ còn một cái dịch chuyển có mục tiêu này, ba cái dịch chuyển lãnh thổ. Chọc vàng bạn vẫn còn dư là 112 chọc, tính ra nick này rất là nhiều chọc anh em. Nick này mình thấy là bạn VIP 14 chắc là sớm ấy, nên là bạn mới nhiều chọc vàng như vậy các bạn. 400 ngày mà bạn đã mắc được ba con tướng cam rồi. Wow, rất là ghê, vẫn còn dư hơn 100 tượng. Gần đây là mấy ông F2P cày ghê quá. Đây là cái KVK, thì cái kingdom của bạn ấy là sắp vào KVK 3 nha. Kingdom 3146 nha anh em. Mình sẽ xem là kingdom này bao nhiêu ngày. Bạn này là bạn cũng phải bay về thôi các bạn. Nick này là cũng nhập cư ngược về kingdom này đấy. Cái chợ đâu rồi ta? Đây, cái vườn trí tuệ chứ. Đọc báo này. Kingdom này hiện tại mới 212 ngày nha. Như vậy là nick này cũng nhập cư ngược về, chứ không phải là một nick xuất phát luôn ở 3146 đấy. Tuy nhiên thì một cái nick mà 400 ngày mà 50 triệu pound, có skin nhà thiên đỉnh và đồ đạc với lại VIP như vậy, mình nghĩ là rất là tốt nha anh em. Đặc biệt là bạn ấy cày chay mà. Mình sẽ kiểm tra về cái mục thư. Thì ở đây mình ấn vào mình thấy là bạn ấy cũng đào game rất là nhiều nha anh em. Bạn này bạn cũng là một game thủ đích thực, đào game rất tốt các bạn. Thì VIP cao như này cũng phải đào game chứ đúng không. Ở mục ưa thích thì mình thấy là bạn ấy đang có một cái top 1 thống đốc hùng mạnh nhất của Tomirit này. Đó, 87 triệu điểm, top 2 84 triệu. Có thể là ăn ở trong cái đợt đánh nhau đúng không? Top 1 rất là cao. Đây là cái xếp hạng thiên đỉnh sức mạnh đợt vừa rồi. Thì bạn này bán được xếp hạng thứ 6 nha các bạn. Và với cái lượng sức mạnh là 24.999.999 điểm. Top 6, xong ở đuôi là 6 số 9, rất đẹp các bạn. Đó, được một cái skin nhà chiến ý hoa sen nha, F2P. Và cái bạn này bạn úp ở đây mình cứ cho là 25 triệu pound đi. Có nghĩa là trước khi mà đua thiên đỉnh thì cái nick này chỉ có 25 triệu pound đấy các bạn, đúng không? Pound tối đa 50 triệu và bạn ấy úp thiên đỉnh 25 triệu thì chứng tỏ là cái nick này trước đó chỉ có 25 triệu pound thôi. Như vậy là bạn này bạn cũng phải nhịn rất là ghê để đua thiên đỉnh các bạn. Rất là ghê nha. Mấy ông F2P là chùm mấy kiểu tính toán kiểu vậy luôn đấy. Đây là bảng xếp hạng của Kingdom 3146. Hiện tại chúng ta có clan top 1 là một cái liên minh 2 tỷ năm. Khi ở bước vào KVK 3 thì cũng không mạnh lắm anh em. Ở kỹ năng liên minh 16 tỷ kill. Wow, 3146. Sức mạnh cá nhân chúng ta có ở đây. Top 1 là Joker này, 89 triệu pound. Kill 5 tỷ 3, ID cũ DN. Tiếp tục là một nick ID cũ, sức mạnh 73 triệu. Mình nhìn qua thì có vẻ toàn anh em Việt Nam thôi. Một nick bóng này, 71 triệu pound, kill 3 tỷ 6. Cái nick của chúng ta 50 triệu pound nhưng mà cũng top 5 sức mạnh của Kingdom nha các bạn. Về kỹ năng cá nhân thì cao nhất là 5 tỷ 3, top 2 3 tỷ 6, top 3 là 3 tỷ 2, top 4 là cái nick của chúng ta luôn, 520 triệu Q-point. Wow, tính ra các bạn mà chơi kiểu cày chay ấy, nhưng mà nếu mà các bạn vào đúng kingdom nhờ, thì các bạn vẫn được ăn rất là nhiều quà, cũng như là thiên đỉnh đua cũng được luôn. Cụm 3146 này trông có vẻ khá là tiềm năng cho ông F2P đấy các bạn. Nói chung là một nick F2P mình nghĩ là ok nha, tại vì bạn ấy đua thiên đỉnh này, nó VIP 15, 400 ngày. Nhưng mà lực của bạn ấy không còn nhiều, nick này thì vẫn phải đào game rồi chơi lai rai tiếp. Kingdom 3146 này mình nghĩ là cũng là một kingdom rất là thích hợp cho những cái bạn mà muốn chơi kiểu kiểu là sao ta, kiểu sit thấp đúng không? Sit thấp với F2P chơi được.
Về những cái đạo quân đánh đồng thì mình thấy ở đây bạn ấy sẽ xếp được không được đạo nào, bạn chưa xếp đạo mới. Nhưng mà có lẽ là bạn ấy đang ở KVK3 thì bây giờ là cho dùng tướng trừng phạt rồi, chắc bạn này sẽ đánh được một đạo là ở SC Alex, đạo thứ hai thì con gì đấy kẹp di song di. Nhưng mà mình thấy là lính của bạn này thì bộ binh hơi nhiều, chắc khả năng là bạn chỉ đánh một đạo thôi. Nó đánh một đạo mà kiếm được 500 triệu kill point khá là ổn đấy chứ. Rồi ok, và cái video review cao ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình hy vọng là với một quả nick F2P cày chay, bạn hoàn toàn không có nạp một cái đồng nào vào tựa game Red Kingdom nhưng bạn vẫn chơi rất là tốt, rất là ổn với một cái nick mình nghĩ là rất là ok nha các bạn. Đó, nếu anh em cũng muốn được review cao thì các bạn có thể nhắn tin qua Rock F2P thông qua link Discord mình có để ở dưới phần mô tả video nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.